Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ba cháu bé tử vong đều không phải là người ở xã Ba Trại. Trực tiếp chỉ đạo cứu hộ cứu nạn tại hiện trường, ông Trần Quang Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định sự cố xảy ra do mưa lớn gây đổ tường khu vui chơi. Ba cháu bé tử vong đều không phải là người ở xã Ba Trại. Các cháu được bố mẹ đưa đến nhà người thân ở thôn 6 xã Ba Trại chơi. Ăn xong bữa cơm tối, bố mẹ chuẩn bị cho các cháu về thì gặp trận mưa lớn nên nán lại nhà người thân. Trong lúc chờ mưa tạnh, ba cháu nhỏ chạy sang khu vui chơi thì xảy ra sự việc. Hơn 2 giờ sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tìm được ba cháu, đồng thời làm thủ tục đưa thi thể về với gia đình. Ông Trần Quang Khuyên nói thêm. Theo ông Trần Quang Khuyên, nơi xảy ra sự cố được anh Trần Văn Việt ở xã Thuần Mỹ thuê lại và làm khu vui chơi cho trẻ em. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Đỗ Mạnh Hưng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khoanh vùng, xác định vị trí dễ xảy ra sạt lở do mưa lớn. Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn và xã có đồi núi kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá để di dời người dân đến nơi an toàn. Hỗ trợ các gia đình có người tử vong. Tiếp tục thông tin về vụ sập tường nhà dân xảy ra ở xã Ba Trại, sáng 13 tháng 5, ông Trần Quang Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, trước mắt Ủy ban Nhân dân huyện trích từ các quỹ theo quy định, hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn 28 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu chính quyền, đoàn thể xã, các ngành liên quan tiếp tục thăm hỏi động viên gia đình ba nạn nhân. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm, đổ bộ về khu vực Bắc Bộ. Trong mưa dông xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Mưa lớn kéo dài liên tục khiến nhiều căn nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường bị ngập lụt sạt lở, nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng. Đặc biệt, cơn mưa lớn trong đêm đã khiến một bức tường dài khoảng 20m và đất đá đã đổ ụp xuống ngôi nhà tại thôn 6 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, khiến ba trẻ em bị tử vong. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ba Trại đã huy động lực lượng xuống hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Vụ việc khiến ba cháu nhỏ tử vong. Ngay trong đêm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng tổ chức thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ba Trại cho hay, thời điểm này một số gia đình gặp mưa nên vào trú tại nhà người quen, có kinh doanh khu vui chơi, trong nhà trẻ em. Lúc này, người lớn ngồi phía ngoài, bốn trẻ em chơi phía trong. Trong đó, ba em chơi tại vị trí sát tường nhà, phía ngoài tường đó là ta luy đất. Trong cơn mưa lớn, dòng nước xối từ ta luy đất đã ép tường nhà đổ đè vào ba em. Ngoài ra, một em chơi phía ngoài chạy kịp ra ngoài. Sự việc khiến ba trẻ tử vong, các cháu còn nhỏ trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, vị lãnh đạo xã thông tin thêm. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Vì, vào thời điểm đêm 12 tháng 5 trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, lượng mưa trung bình đạt 85mm, trong đó nhiều điểm mưa trên 100mm như Thái Hòa, Hồ Mèo Gù 120mm, Suối Hai 104mm, Sơn Đà 102mm. Tại xã Ba Trại, mưa lớn đã khiến lượng nước đổ dồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước, phía ta luy dương dẫn đến việc đổ tường vào phía trong khu vực các cháu nhỏ đang chơi. Sự cố đã gây tử vong cho ba nạn nhân. Cũng theo báo cáo này, khu vực tường đổ là tường ngăn xây gạch dài 22cm, không có trụ dầm chịu lực. Trong buổi sáng 13 tháng 5, các đoàn công tác của chính quyền đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ với các gia đình có người gặp nạn. Ghi nhận tại hiện trường sáng 13 tháng 5, ngôi nhà xảy ra vụ việc nằm cạnh tỉnh lộ 414C hướng từ xã Ba Trại đi xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì. Nhiều đồ vật vương vãi tan hoang. Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn và xã có đồi núi kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá để di dời người dân đến nơi an toàn. Xã có báo cáo vụ ba cháu nhỏ ở Hà Nội bị tử vong trong cơn mưa lớn. Ủy ban Nhân dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vừa có báo cáo thông tin thêm về vụ sạt lở nhà dân vào đêm 12 tháng 5 do mưa lớn khiến ba trẻ nhỏ tử vong ở tại thôn 6 xã Ba Trại. Liên quan sự việc ba em bé tử vong khi đang chơi tại một khu vui chơi trong nhà ở huyện Ba Vì, Hà Nội,
vì sạt lở đất gây sập tường. Ủy ban nhân dân xã Bà Trại cho biết đây là khu vui chơi do người dân tự mở, không được cấp phép. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trên địa bàn xã Bà Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà, không có rãnh thoát nước phía ta luy dương, dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong làm các cháu tử vong. Ông Hoàng Văn Chuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bà Trại cho biết, khu vui chơi xảy ra sự việc thương tâm trên do người dân tự mở trong nhà, ở khu dân cư và không có giấy phép kinh doanh. Theo pháp luật hiện hành, để mở khu vui chơi cho trẻ em phải có giấy phép kinh doanh và đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh đối với tất cả các dịch vụ liên quan như khu vui chơi giải trí hay bất cứ dịch vụ phục vụ khách hàng nào. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phải được đảm bảo cũng như các trang thiết bị thực sự phù hợp với các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí. Trước đó, trong đêm 12 tháng 5, một số gia đình gặp mưa nên vào trú tại nhà người dân có kinh doanh khu vui chơi trẻ em trong nhà tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Hà Nội, mưa lớn sập tường, ba cháu nhỏ bị vùi lấp tử vong. Trong cơn mưa lớn ở Hà Nội, một bức tường dài khoảng 20m và đất đá đã đổ ụp xuống ngôi nhà tại thôn 6 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, khiến ba trẻ em tử vong. Sáng ngày 13 tháng 4, trao đổi với báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc sập tường trong cơn mưa lớn khiến ba trẻ nhỏ bị vùi lấp tử vong. Cụ thể, khoảng 22 giờ 15 ngày 12 tháng 5, công an xã Ba Trại, huyện Ba Vì báo tin nhanh về vụ sạt lở đất tại nhà ông TVV, thôn 6 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội. Khi được hỏi về địa điểm nơi xảy ra sự việc trên có phải là một khu vui chơi cho trẻ nhỏ không, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ba Trại cho rằng nơi đó là của một hộ gia đình. Do thời tiết mưa lớn nên các cháu chưa về nhà kịp, khi ở lại thì bị sập tường khiến các cháu tử vong. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ba Trại cho hay, thời điểm này một số gia đình gặp mưa nên vào trú tại nhà người quen có kinh doanh khu vui chơi trong nhà trẻ em. Lúc này, người lớn ngồi phía ngoài, bốn trẻ em chơi phía trong. Trong đó, ba em chơi tại vị trí sát tường nhà, phía ngoài tường đó là ta luy đất. Trong cơn mưa lớn, dòng nước xối từ ta luy đất đã ép tường nhà đổ, đè vào ba em. Ngoài ra, một em chơi phía ngoài kịp chạy ra ngoài. Sự việc khiến ba trẻ tử vong, các cháu còn nhỏ, trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, vị lãnh đạo xã thông tin thêm. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Ba Vì đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thị xã Sơn Tây, trung tâm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường. Tại hiện trường, một bức tường dài khoảng 20m, cao gần 4m bị đổ sập, khối lượng đất đá lớn sạt lở đã vùi lấp khu vui chơi trẻ em trong nhà ông TVV. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và lực lượng khác nhanh chóng tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân. Khối lượng đất đá nhiều kèm với mưa to khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp khó khăn. Đến khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 5, cuộc tìm kiếm kết thúc, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ba trẻ gồm LTT, LKN cùng sinh năm 2021, trú tại Ba Vì, Hà Nội và TTAZ, sinh năm 2019, con chủ nhà. Người dân cũng đã kịp thời giải cứu một cháu bé bị thương, chưa rõ danh tính. Cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do nền đất nhà hàng xóm cao gần bằng mái nhà ông TVV, nên khi có mưa lớn làm đổ dãy tường, tường và đất đá đã vùi lấp khu vui chơi bên trong nhà ông TVV. Hiện, công an huyện Ba Vì đang điều tra nguyên nhân sự việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.